Mọi người ơi, đây thì có hai cục thịt bò ha. Thì sẽ thái mỏng ra, thì Thủy làm để một hôm làm bò nhúng giấm đó mọi người. Bỏ bò nhúng ở đây thì có thịt nai nè. Đó, thịt nai với thịt bò mọi người nhìn nó khác nhau, đâu có khác nhau chút nào ha. Thịt nai nó đỏ lắm, nhưng mà Thủy phải lóc nó ra. Thủy phải lóc, bây giờ Thủy phải đứng thì lóc mấy cái này ra nè mọi người. Để cho khi mình ăn nó đừng có dai đó. Ok, thì sẽ bắt đầu làm ha. Thì có sả nè, gừng nè, hành tím nè, của hành trắng, và đây là một trái dừa. Đây thì có đường, giấm và bột ngọt ha mọi người. Bây giờ thì sẽ làm cái lẩu ha. Giờ nóng rồi thì cho olive oil vào ha mọi người ha. Chút olive oil. Bây giờ thì sẽ cho của hành tím vào. Ra luôn ha, xả thì đập dập rồi đó mọi người. Rồi bây giờ xả lên. Thơm giờ thì cho nước vô. Rồi bây giờ thì sẽ cho củ hành trắng vào nấu mình ha, cho mấy miếng gừng vô. Rồi bây giờ ở đây thì cho giấm vô ha, cho giấm vào. Và thì cho nửa muỗng bột ngọt, đường, 2 muỗng đường, 3 muỗng đường, sẽ nêm một chút muối vào mình. Rồi nó thơm mọi người, xả của hành tím nên thật thơm dễ sợ. Okay, bây giờ thì cho nước dừa cho nha mọi người. Thấy dừa vô. Rồi cho hết trái dừa vô đó mọi người. Tôi sẽ nêm ha. Đúng là có nước dừa vô nó khác mọi người ơi. Nó ngon hơn rất nhiều. Xong rồi, giờ bắt đầu ăn thôi. Đây là cái lẩu của Thủy ha. Cái lẩu này là lẩu giấm. Nước dừa lẩu giấm nè mọi người. Lẩu giấm ha. Ở đây thì Thủy có đây là thịt nai nè, củ hành, còn bên đây là thịt bò ha. Thịt bò với thịt nai mọi người thấy có khác nhau, đâu khác nhau, nó đã quét luôn á, giống nhau thịt à. Hay thì có mắm nêm, mình sẽ chấm với mắm nêm ha. Mắm nêm cuốn bánh tráng cao sống. Thì có nè, bún nè, thơm nè. Đây có đây. Dưa leo và cao sống đây nè. Dạ anh nào. Xin chào và cô chú anh em và các bạn nha. Hôm nay vợ chồng Thủy ăn lẩu, ăn lẩu. Ăn lẩu mắm nêm nha mọi người. Đây, ăn lẩu bò nhúng giấm. Đây đi, bữa cầm mía nè. Và cuốn bánh tráng mọi người ơi. Lẩu muốn ngắm và cuốn bánh tráng. What do you eat first? I put deer on, what do you want? Yeah, the deer. Please. Rồi chồng thì sẽ bỏ thịt bò vô nha mọi người. Bò vô. Cuốn mọi người ơi. Cuốn nè. Cuốn chấm chấm nè. Vô đây đi. Oh, perfect, thank you. We're welcome. For daddy hả? For anh yêu đi ha. Somebody ask me call you anh yêu cơ. Ghê chưa? Ghê. Khó mọi người ơi, kêu anh yêu nghe ghê quá. Nổi ra da gà. Rồi. Chấm bún vô. Rồi thì xé tay nha mọi người. Ăn cái này là phải tay mọi người ơi, chứ mà ăn mãi không được. Good? Maybe in a second. More a little bit? Yeah, just a tiny bit more. Yeah, a little bit more. Maybe we put more. But not too much ha. Nó nhúng nhúng á mọi người, tái tái rồi cái ra. Nhưng mà phải hơi chín chín chút ha. Yeah, it's not perfect, you don't want to cook it too much. Yeah. Đây. Nè, we'll put daddy, put me in here, we get picture again. Okay. I don't know what the picture we're gonna get. Meat. We need more meat, yeah. We need more meat. Do you have enough meat? Yeah, I got enough meat. Yeah. Rồi cuốn lại chấm rồi mọi người ơi.
Là Thị chưa bao giờ làm cái món này qua, nay làm thử cho chồng Thị ăn. We never eat it before đấy ha. No. Yeah, try. Xin mời ông bà cô chú anh em các bạn những bữa cho chồng Thị nha. Venison spring rolls. Thịt này nó mềm, nó ngon dữ sợ. Chồng thì không có thích cái bánh tráng mà không nhúng nước đâu mọi người, nhưng mà tại Yeah, it's good. That deer? Over there, deer, that fall. Beep. Bye-bye. There's beef in there now. You're eating deer. You just ate deer. Oh, but it's so soft, so good. The deer? Yeah, that was the stew meat too, right? Yeah, very good. Thì ấy thịt thịt nai giảm mọi người, trời ơi. Mọi người ai có thịt nai nhúng giấm đi, bờ lẩu nhúng giấm vậy. Trời ơi, nó ngon mọi người ơi. Nó mềm, nó ngon dữ sợ luôn. Thịt nai, thịt bò nhúng giấm, lẩu nhúng giấm. Ngon quá mọi người, mà có chấm mắm nêm nữa trên đảo. Thịt này là ở nhà thì cắt ra đó, thì phải xới mấy cái gân của nó ra mọi người, chứ không mấy ăn dai lắm. Cho nên là ở nhà thì phải có thời gian để làm. Hả? Bánh tráng ở đây đi. Để bên đây, bây giờ lấy phân nè, đó, rồi. Well, thank you. Không có chi đó đi, không có chi anh yêu. Ôi, đã quá mọi người ơi. Lẩu xoài nhúng nhắm ngon, mà hồi lấy cái nướng này nè, mình ăn bún cũng ngon lắm mọi người, tại vì cái thịt đó, cái thịt nó ra, rất là ngon luôn. These ones will be beef. Yeah, that beef, daddy. This one's honey. Beef. Yes. The beef. Beef. Kêu quen miệng rồi mọi người. Kêu daddy quá. The first ones were deer. Deer more good. Of course, deer's more good. Thịt bò nó không ngon bằng thịt nai mọi người ơi, thịt nai ngon hơn, nó mềm hơn mọi người ơi. It's a store-bought beef though, right? I mean. Yeah. Thịt nai nó ngon hơn, thịt nai cuốn nó mềm mà nó ngon hơn mọi người. As soon as it cools off enough, we'll go get our other half of steer taken care of. What's the deer? Steer. Beef. We got the other half of cow. He's still walking around with the other half of cow attached to him. Tủ lạnh của nhà Thị còn rất nhiều thịt, cho nên là vừa thịt heo rồi thịt bò rồi thịt nai nữa đó mọi người, cho nên là chưa có làm.
Còn khi nào mà gần hết thì xử một con bò. Mấy anh em nhà họ xử bò nha mọi người. Đi. Cho thịt nai vô mọi người ơi. Nai nó mềm hơn, nó ngon hơn. Trời ơi, bò nhúng giấm và thịt nai nữa. Độc đáo, quá là ngon. Nhưng mà mình ăn vậy á mọi người, cái mình biết được nó ngon ấy. Nhưng thịt bò cũng ngon lắm, thịt bò cũng rất là ngon. Nhưng mà ăn thịt nai rồi cái giờ thì thấy thịt nai nó nhúng giấm nó ngon hơn là thịt bò nha mọi người. Vừa ở bún vừa cuốn mắm nêm. Cái này mà có chuối chát nữa nha, là ngon lắm luôn. Nó đi, honey, you want the pineapple nè. Okay. Trồng hay rau sống, rau diễm cũng ăn mọi người ơi. Này lấy liệm chịu vô, lấy đang chơi đồ chơi ở đây nồng mà cô chú. Lấy liệm không chịu vô. Lấy gì nó nóng nóng mà không chịu vô. Hồi lấy liệm á, để mẹ với bà cuốn cho. Hãy đây đi. Oh, for me. Honey. Well, thank you, love. Yeah. Yeah, girl. Oh, you're hungry? Let me, đấy, hả? Let me throw a little more meat in for you. You want deer or beef? Well, we're eating both. We have venison and cow up here. Chị nói là chị đói bụng. Ba chị hỏi chị là ăn thịt bò hay là ăn thịt nai. Venison or beef? Chị mới nói là ba cho con cái nào thì con ăn cái đó. You sure the venison's a lot better? Giờ chị nói là chị muốn ăn thịt bò. You want the venison? Okay. How about a mix, okay? How do you put a little bit of beef in for you? All right. Half and half for Lily. Half and half for Lily, huh? Mm. Are you guys done with the video? No. Chưa xong con. Mẹ đang nói chuyện với ông bà cô chú nè. Hỏi với mẹ làm xong video chưa? Hỏi mẹ làm xong video chưa? Mẹ ơi! Ngon hạt đi hả? Probably. Ngon ngon ngon. Ngon hạt yêu ha. Kiểu daddy à? Wow! Dữ quá xá là ngon. Dữ quá xá là ngon? Quá xá là ngon. What's that mean? Very good. Oh. Em ơi. Really good. Cuốn vậy ha. Chấm mắm nêm. Ăn này ghiền mọi người ơi. Đó. Cuốn một cuốn. Quá xa là đã. Bự quá hả? To quá hả? Đây. Đau quá hả? Hả? Excuse me. Nè. Mời. Oh, here's good, honey. That's so good, huh? I can't even get my fucking clothes. Oh. I hate these papers. I don't know why you like them so much. What? They don't stick together. That's why I lick them. Now I can't get it in the sauce. Để vô. Chín chín. Đến hồi mình ăn xong này cho mình cuốn cái đó mình. Nếu mà cắn mỏng thật mỏng thì hơi nhúng rất là nhiều, giống như mình nhúng một cái vô á thì cắt dày chút xíu. Mình bỏ vô nhà rồi mình ăn này mình ngơi khác. Ngon quá.
Ngon không, honey? Very good, yes, honey. Okay. Ngon ngon. This is just mom nim pineapple juice, pineapple, and chili peppers. No? Yeah. That's what it tastes like. Yeah, pineapple. A lot in there. A lot in it. Got it. Spicy everything. Did you show people on your video how to make your mom nim sauce here? Mm-hmm. That dip is. Mm-hmm. Cần phải make cái sauce mắm nêm với mình. Nước mắm này mắm nêm của vanilla. Depends on what I'm eating. Mm-hmm. Depends on what I'm eating. Like some dip like this, mm-hmm. I like mom nim. Mm-hmm. Like, but like if we're eating like the pork soup or we got chunks of pork bone or whatever and we're just eating it to dip like that, I like the mom nim. Nước mắm. Yeah. Chồng thì nó mà chấm mà cuốn cuốn á. Thì chồng lại thích mắm nêm, ông xã thì thích mắm nêm. Mà còn mà để mình ăn súp thôi, ăn cái gì mà để có một cái chén ở bên mình chấm á, món miếng ớt vô á, thì ổng là thích chấm nước mắm. Trời, ăn đúng điệu Việt Nam luôn mà mọi người. Du lịch Việt Nam people. You very know how to eat in food. Ăn đúng điệu chưa mọi người, quá đúng điệu luôn rồi. We've been cooking it for me for a dozen years now. Ok. Thì cảm ơn bà cô chú này và các bạn nha. Bây come giờ on, bà cô chú. Yeah. Cảm ơn ông bà cô chú. Yeah, Cassie, come on, bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin mọi người thương Thủy cho Thủy một like hay một share, nhắn đăng ký ủng hộ nha mọi người. Thủy sẽ ghi cái channel tên của chồng Thủy dưới đây, xin mọi người ủng hộ giúp ổng nhí ha. Để coi khi nào ổng về Việt Nam và có những gì vui ha. Vợ chồng Thủy cũng cướp tranh thủ có thời gian để về Việt Nam, nhưng mà Tết này không về được rất là tiếc. Nhưng mà không sao mọi người, vợ chồng Thủy sẽ làm một chuyến ha. Nếu chồng Thủy không đi được thì Thủy đi, nhưng mà phải về Việt Nam, nhớ Việt Nam quá. Bye bye, cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.